Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình Nhân dân. Mở đầu chương trình xin chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Có ngay bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 9, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, trước khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều Quốc hội thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Đây là dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà làm phim, chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh thảo luận tại tổ trước đó các đại biểu sẽ tập trung vào các vấn đề chính sách đầu tư, công tác quản lý nhà nước, phát hành phim trên không gian mạng, phân loại phim, tiền kiểm, hậu kiểm đang có nhiều ý kiến khác nhau. Cuối phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, chiều qua ngày 27 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 22 ca mắc mới COVID-19. Trong số các ca mắc mới thì có 5 ca cộng đồng tại huyện Hương Nguyên, 17 ca đều đã được, đã được cách ly từ trước đó. Nghệ An đang khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý khu vực phong tỏa, cách ly, xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định, tuyên truyền để những trường hợp có biểu hiện bất thường đến ngay cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, tỉnh tăng cường việc xét nghiệm tầm soát tại các khu vực nguy cơ cao như là chợ, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, ga tàu, bến xe để bóc tách F0, kiểm soát tốt người trở về từ vùng dịch. Như vậy là lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.353 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc mở cửa hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28 tháng 10. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm các yêu cầu, thời gian hoạt động kết thúc trước 21 giờ hàng ngày, công suất hoạt động tối đa là 50% và không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn tại quán ăn, trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch. Ngoài ra Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giao Ủy ban nhân dân quận 7 và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn và thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 15 tháng 11. Đây là một buổi thực hiện kỹ thuật lọc máu thay huyết tương cho một bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch. Bệnh nhân này có triệu chứng viêm tủy cắt ngang do COVID-19 gây ra. Theo các chuyên gia, đây là một trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Năm ngoái, cả thế giới chỉ có 3 trường hợp COVID-19 gây viêm tủy. Trong khi năm nay, cũng mới chỉ có 6 trường hợp trên tổng số 27 triệu bệnh nhân COVID-19 khắp toàn cầu. Là tình trạng liệt hai chi, rối loạn cơ vòng, táo bón. ở bên cạnh đó, bệnh nhân có cái à, mất cảm giác nông, rồi, mất rối loạn cảm giác dưới dạng vì cảm, tăng cảm, đề cảm khi khi đáp ứng với các cái kích thích đau và nó theo dạng như, như bản đồ nó không đồng đều đối xứng và trường hợp này có một cái đặc biệt hơn nữa chúng tôi nghĩ đây là một cái ca hiếm gặp trong những trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân nhập viện là trong cái tình trạng à, nhịp tim rất là chậm chỉ có 40 lần à, trong trong một phút và đây là chu kỳ lọc thứ ba của bệnh nhân. Tình trạng yếu liệt, rối loạn cảm giác được cải thiện gần như 100%. Trước đó, khoa hồi sức tích cực khu điều trị COVID-19 Phú Tránh cũng đã lọc máu, thay huyết tương cho hai bệnh nhân khác bị hội chứng yếu liệt chi. Gulen Barre cũng là một hội chứng hiếm gặp của COVID-19 và kết quả là hai bệnh nhân này đã hồi phục và đang chuẩn bị xuất viện. Trong cái lúc đó thì đúng là em cảm nhận như là đau đớn, rất đau đớn ở trong con người và rất chi là nguy nguy kịch và em cứ tưởng là em sẽ chết nhưng mà nói chung là trong cái em không biết là, là hai lần đầu tiên lọc máu là em cũng không có có phát hiện ra thì đến cái lần lọc máu thứ ba thì em đã phát hiện ra thì cái, cái cánh tay bên trái là được dơ đầu tiên để hút cái cái mắt của em thì khi vào trong này thì uh, hai chân em thì hoàn toàn không có khả năng đi lại và chỉ có nằm liệt giường thôi và được các bác sĩ uh, lọc máu rồi chăm sóc các kiểu thì bây giờ uh, em đã có thể đứng lên và vận động được một chút ít thì uh, sau khi xuất viện thì em cũng chỉ mong là được uh, về quê đoàn tụ cùng gia đình thôi ạ cái đấy là điều em vui nhất rồi và một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn tới uh, bác sĩ uh, dương quý sĩ cũng như là đội ngũ bác sĩ của uh, bệnh viện đã giúp đỡ em trong thời gian uh, chữa trị Việc áp dụng những phương pháp kỹ thuật tiên tiến nhất trong điều trị bệnh nhân nặng Đã giúp nhiều bệnh nhân qua được cơn nguy kịch và khỏi SARS-CoV-2 Điều này không chỉ góp phần giảm tỷ lệ tử vong của các F0 Mà còn tạo niềm tin với người dân tại Bình Dương Một trong những điểm nóng về dịch bệnh trong thời gian qua Thưa quý vị, chiều qua tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh sẵn sàng nghe điện thoại, tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà trong quá trình xử lý công việc, qua đó chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm sai phạm, làm trong sạch bộ máy để phục vụ ngày càng tốt hơn cho doanh nghiệp. đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị với cơ quan chức năng tiêm phủ vaccine mũi 2 cho người lao động. Tiếp tục có chính sách tài chính tiếp sức doanh nghiệp, kiến nghị ngân hàng không nên tính lãi suất trong thời gian ngừng sản xuất do dịch. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẵn sàng tiếp doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc khó khăn chính đáng. Doanh nghiệp khi thấy cán bộ cơ quan đơn vị nào nhũng nhiễu, gây khó khăn thì phản ánh đến lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẵn sàng tiếp điện thoại và lắng nghe ý kiến nên cuối tháng 9 năm nay có hơn 10,8 nghìn khách hàng được các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay với dư nợ là hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Tại Hà Nội hôm qua hội thảo bộ quy tắc ứng xử về kinh doanh có trách nhiệm với môi trường cho hai ngành cà phê và rau quả ở Việt Nam đã được tổ chức hai bộ quy tắc ứng xử về kinh doanh có trách nhiệm với môi trường nhằm thúc đẩy các thực hành kinh doanh có trách nhiệm với môi trường giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất và chế biến trong ngành cà phê và rau quả lên môi trường bảo đảm sự phát triển bền vững ngành và mỗi đơn vị trong ngành việc tham gia bộ quy tắc ứng xử giúp các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ hợp tác xã hộ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu bảo đảm sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cho hoạt động trồng trọt sản xuất và chế biến Đồng thời có sự chuẩn bị bước đầu trước khi làm các chứng nhận quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng hội nhập, hiện 41 doanh nghiệp ngành cà phê, rau quả đã cam kết thực hiện bộ quy tắc. Hiện nay trước thực trạng nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn về đầu ra thì Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc đồng hành với doanh nghiệp để nâng cao năng lực chế biến sâu. Bên cạnh đó thì tỉnh chọn lọc lại những cây con chủ lực và những đặc sản địa phương để tham gia vào chuỗi thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu, góp phần từng bước giúp cho người nông dân vượt qua những khó khăn trong đại dịch Covid-19 gia đình ông Hồ A Keng trồng được 2 hectare chuối. Năm nay ông rất phấn khởi khi đầu ra của chuối rất ổn định. Năm nay trồng là chuối là được dạ là ba con mà làm kinh tế cũng được là một hai là càng ngày càng tiến lên phát triển lên. Huyện đang tập trung khuyến khích các cơ sở thu mua chế biến ép trái chuối để giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Kêu gọi các siêu thị để đưa vào cái chuối siêu thị để tiêu thụ cho bà con. Giai đoạn này, Quảng Trị có nhiều loại nông sản bước vào mùa thu hoạch như sắn, chuối, cam, chanh leo, dược liệu. Tỉnh Quảng Trị đã thay đổi một số chính sách về phát triển sản xuất, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp để đồng hành với người nông dân. Hợp tác xã xây dựng được cái kho lần cách dự trữ hàng hóa, đặc biệt là khi có cái dịch xảy ra hoặc có vấn đề gì về thị trường và hợp tác xã cũng sẵn sàng bao tiêu và mua dự trữ lại cho người dân. Chúng tôi đầu tư máy móc tập trung chiết xuất những loại tinh dầu bản địa phát triển các thị trường trong nước rất là tốt, đặc biệt là những cái mảng dược liệu chất lượng cao cho các công ty dược. Hiện tại trên địa bàn quản trị có hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ sản xuất chế biến nông sản các loại, trong đó có hơn 50 doanh nghiệp chế biến sâu. Thị Quảng Trị tập trung ra soát lại quy hoạch Thảo gỡ hỗ trợ các chính sách cho các nhà đầu tư xây dựng được các cái mô hình và nhân rộng các cái mô hình đưa lại cái hiệu quả kinh tế tỉnh quảng trị chuyển từ một nền nông nghiệp số lượng qua nền nông nghiệp chất lượng về thương hiệu liên kết về chuỗi để giới thiệu những cái mặt hàng những sản phẩm ô cổ của tỉnh quảng trị đưa những sản phẩm đặc trưng của tỉnh quảng trị đưa ra thị trường nhiều sản phẩm nông sản của quảng trị đã đến được với các thị trường khó tính như mỹ nhật bản hàn quốc tạo động lực cho quảng trị thực hiện có kết quả mục tiêu kép trong phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19. Người nông dân ở Quảng Trị không còn lo lắng về đầu ra mỗi lần thu hoạch nông sản, bà con nông dân đã dần đứng vững trên chính mảnh đất của mình. Nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch truyền thông du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thông điệp truyền thông là Đà Nẵng Now Open, Đà Nẵng trở lại quảng bá sự mở cửa trở lại của các hoạt động của thành phố nói chung và hoạt động du lịch nói riêng. Truyền thông chính sách định hướng trong giai đoạn hiện nay, các dịch vụ chương trình đặc sắc, giai đoạn 2 dự kiến từ tháng 1 năm 2022 với thông điệp Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng, đẩy mạnh quảng bá du lịch Đà Nẵng trên các kênh truyền thông, tăng cường phối hợp liên kết triển khai các gói sản phẩm ưu đãi, sản phẩm du lịch mới. Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần tái khởi động lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh theo thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải, cho đến thời điểm hiện tại thì hoạt động vận tải khách đường bộ vẫn chưa được thông suốt, trong khi nhu cầu của người dân thì ngày một tăng. Chính vì vậy thì thời gian qua nhiều người dân đã tìm đến đường sắt như một loại hình vận tải công cộng giá rẻ và thuận tiện trong thời điểm này. Chiếc nhu cầu đi lại giữa các tỉnh đang ngày một tăng sau thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh thì tàu hỏa đang được người dân ưu tiên lựa chọn trong thời điểm này. Vui mừng phấn khởi là tâm lý chung của nhiều hành khách khi có phương tiện để di chuyển giữa các tỉnh. Rất là vui. Ừ. Nếu không có cái phương tiện giao thông đi lại như vậy thì có nhiều cái việc rất muốn giải quyết mà không giải quyết được. Trong hai tuần thí điểm triển khai chạy tàu như kế hoạch được Bộ Giao thông Vận tải thông qua, đường sắt đã ghi nhận lượng vé bán trung bình luôn đạt mức trên 90% khả năng phục vụ. Nhu cầu di chuyển còn tăng lên đột biến vào các ngày cuối tuần cái số lượng vé bán ra thì cũng đã đạt đối với tàu LB38 thì đạt 8 90% và đối với tàu Nghệ An và tàu SE34 thì cũng đạt 6 70%. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đi lại của người dân giữa các tỉnh, ngành đường sắt sẽ tổ chức 4 đôi tàu một ngày trên tuyến Bắc Nam. Trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng không quá 3 đôi tàu một ngày. Ngành đường sắt cũng sẽ tổ chức thêm mỗi ngày một đôi tàu trên các tuyến Hà Nội-Vinh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tàu sẽ dừng đón trả khách tại 38 ga thay vì 23 ga như hiện nay. Đây là kế hoạch chạy tàu mới sau giai đoạn thí điểm vừa qua. Nếu như chúng ta không mở rộng và không khuyến khích các phương tiện công cộng, nhưng đồng thời chúng ta vẫn cho phép người dân đi thì người dân sẽ buộc phải sử dụng các phương tiện cá nhân địa phương kiểm soát cái người dân đi về bằng các phương thức vận tải công cộng sẽ tốt hơn rất nhiều khi mà người dân tự phát đi bằng các phương thức vận tải khác. Theo tính toán của tổng công ty đường sắt Việt Nam, việc tăng chuyến nhằm bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, đi lại thông thương giữa các tỉnh trong trạng thái bình thường mới. Xin chuyển sang phần tin quốc tế ủy ban truyền thông liên bang mỹ vừa quyết định rút giấy phép hoạt động của công ty china telecom america chi nhánh hoạt động tại mỹ của china telecom với lý do an ninh quốc gia Trong thông báo của mình, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC cho biết công ty viễn thông Trung Quốc China Telecom chi nhánh tại Mỹ có 60 ngày hoàn tất việc ngừng hoạt động, chấm dứt gần 20 năm hoạt động tại Mỹ. Lý do được đưa ra là FCC cho rằng China Telecom America gây mối nguy lớn về an ninh quốc gia của Mỹ khi cung cấp cho chính phủ Trung Quốc các quyền truy cập mang tính nhạy cảm. FCC cũng khẳng định thúc đẩy vấn đề an ninh quốc gia là một phần nhiệm vụ không thể thiếu của cơ quan này nhằm thúc đẩy lợi ích cộng đồng. China Telecom là công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, phục vụ hơn 335 triệu người dùng toàn cầu tính đến năm 2019 và đã được phép cung cấp dịch vụ viễn thông gần 20 năm qua tại Mỹ. Chính phủ Bỉ vừa cảnh báo tập đoàn 3M của Mỹ có thể phải ngừng hoạt động sản xuất tại thành phố Antwerp của nước này sau khi mẫu xét nghiệm máu của dân cư sống gần đó cho thấy là dấu hiệu đáng lo ngại về khả năng môi trường bị ô nhiễm. 3M được biết đến là một trong những nhà sản xuất khẩu trang y tế hàng đầu của Mỹ. Gần đây, công ty này cũng đã có các khiếu nại liên quan tới vấn đề sức khỏe và môi trường. Giới chức y tế vùng Flemish của Bỉ đã công bố nghiên cứu cho thấy có tới 59% số người trưởng thành và thanh thiếu niên sống ở Windrush Cách nhà máy 3M tại Antwerp 3 km có hàm lượng axit perfluoroxan sulfonic đậm đặc hay còn được gọi là PFOS trong máu của họ. Liên minh châu Âu đã ra lệnh hạn chế sử dụng hóa chất PFOS kể từ năm 2009. Hóa chất này cũng đã được đưa vào Công ước Quốc tế Stockholm để hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn. Người phụ trách vấn đề môi trường của vùng Flemish bày tỏ quan ngại về kết quả nghiên cứu trên, đồng thời cho biết 3M có thời hạn 2 ngày để chứng minh rằng dân cư tại Greenrex không phải đối mặt với nguy cơ từ hoạt động phát thải của tập đoàn này. Trong trường hợp không đáp ứng được điều kiện trên, tập đoàn 3M phải dừng mọi hoạt động sản xuất gây phát thải ngay lập tức. Trong nỗ lực nhanh chóng mở cửa trở lại đất nước đón dòng du khách quốc tế, Campuchia sẽ chính thức triển khai cơ chế hộp cát, mô hình thử nghiệm mở cửa du lịch, cho phép các tour miễn cách ly đối với những du khách quốc tế đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Cơ chế hộp cát sẽ được Campuchia triển khai ở Sihanoukville, đảo Koh Rong và khu nghỉ dưỡng Dara Sakor Resort ở tỉnh Koh Rong từ ngày 30 tháng 11 tới đây. Đây là những khu du lịch trọng điểm vùng duyên hải phía nam Campuchia. Cụ thể, gói du lịch an toàn miễn cách ly được áp dụng cho những du khách đặt trước ít nhất 5 ngày nghỉ tại những địa điểm trên, sau đó họ được phép đi tới bất cứ nơi nào tại Campuchia nếu được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Dự kiến cơ chế hộp cát sẽ được áp dụng sang tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể di sản văn hóa thế giới Angkor kể từ tháng 1 năm 2022. Những thông tin cơ chế hộp cát từ Bộ Du lịch Campuchia đã tạo bầu không khí lạc quan cho giới doanh nghiệp lữ hành tại quốc gia này. Tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những bài viết đáng chú ý trên các báo số ra sáng nay. Báo Nhân dân có bài viết tìm giải pháp phục hồi ngành da dày. Cũng như ngành dệt may do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành da dày đối diện với tình trạng đứt gãy nguồn cung, người lao động, các khoản chi phí tăng cao, nhiều đơn vị trong ngành đứng trước nguy cơ thua lỗ, thậm chí là phá sản. Những tháng cuối năm luôn là thời kỳ cao điểm để tập trung đẩy mạnh sản xuất nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhưng để làm được điều này, thực thì không chỉ cần nỗ lực của chính doanh nghiệp mà còn cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Thưa quý vị, việc giá xăng dầu lên cao những ngày gần đây đã khiến cho doanh nghiệp đang tìm đường phục hồi sau giãn cách thêm vất vả khi chi phí tăng cao. Giá xăng dầu tăng, thêm gánh nặng chi phí, bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị. Theo ý kiến chuyên gia kinh tế, giá nhiên liệu gián tiếp tác động đến giá cả hàng hóa, chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát Do đó về cuối năm sẽ không tránh khỏi những tác động tiêu cực làm giá hàng hóa tiêu dùng tăng cao. Khủng hoảng năng lượng, giá xăng dầu cùng các chi phí chống dịch đang đè nặng doanh nghiệp. Do vậy những chi phí này cũng sẽ được phản ánh vào giá sản phẩm và nhu cầu tăng lên cùng với giá hàng hóa sẽ tạo sức ép lên lạm phát. Các chuyên gia cũng cho rằng để hạ nhiệt giá xăng trong nước, Bộ Tài chính cần cân nhắc xem xét việc giảm các loại thuế phí như là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. đã có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là tiêu đề bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm cho nhóm trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine cho trẻ em. Hiện Hội đồng Tư vấn Tiêm chủng Quốc gia cũng đã đồng ý chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên phải dựa vào dữ liệu an toàn và tính sinh miễn dịch của nhà sản xuất và nhà sản xuất phải khuyến cáo tiêm được cho trẻ em trong độ tuổi đó. Thưa quý vị, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo địa phương vùng xanh tức là cấp độ 1, vùng vàng cấp độ 2 có thể tổ chức dạy học trực tiếp. Tuy nhiên nhiều địa phương dù nguy cơ thấp vẫn rất thận trọng khi đưa ra quyết định mở cửa trường học. Thận trọng và linh hoạt là bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại lãnh đạo ngành giáo dục một số địa phương chia sẻ trong bối cảnh hiện nay thì việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại quả là bài toán cân não khi học sinh chưa được tiêm vaccine nhiều phụ huynh chưa sẵn sàng và yên tâm cho con đến trường tuy nhiên theo các chuyên gia y tế thì quan điểm đợi phủ vaccine cho trẻ em mới mở cửa trường học là không phù hợp học sinh ở nhà lâu ngày không được đến trường không được giao lưu với bạn với giáo viên và với học sinh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cả thể chất và tinh thần việc cân nhắc tính toán cẩn trọng là việc phải làm trong điều kiện dịch bệnh hiện nay nhưng cũng cần phải phù hợp hài hòa, không để vì dễ cho quản lý mà ảnh hưởng đến lợi ích của người học. Từ ngày 1 tháng 11 sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng bốn tỉnh thành khác và chính thức áp dụng trên cả nước từ ngày 1 tháng 7 năm sau. Bắt đầu chia tay hóa đơn giấy là bài viết trên báo Tuổi trẻ. Lợi ích thấy rất rõ vì chỉ cần vài giây là có thể xuất hóa đơn cho khách hàng doanh nghiệp không phải mất chi phí lưu giữ, in ấn, chuyển phát nhanh hóa đơn giấy. Tuy nhiên theo nhiều ý kiến, biện pháp sổ số hóa đơn cần nhanh chóng triển khai để khuyến khích người dân lấy hóa đơn kèm với biện pháp kiểm tra chế tài cơ sở kinh doanh giấu doanh thu để công bằng giữa các đối tượng nộp thuế. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý trên báo đại đoàn kết có đến 58% phụ nữ cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực gia đình. Đáng lo ngại hơn là trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, Nạn bạo lực đối với phụ nữ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, số trường hợp gọi đến tổng đài ngôi nhà bình yên của trung tâm để tham vấn về bạo lực gia đình tăng gần 60% so với năm 2020 và tăng 230% so với năm 2019. Lý giải về nạn bạo lực gia đình gia tăng, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng có nhiều nguyên nhân do nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế hoặc có ý bao che, không khai báo, sợ bị chê cười. Tuy nhiên, điểm yếu vẫn là do khâu thực thi các quy định pháp luật. Cùng với đó là chế tài chưa mạnh, chưa xử lý nghiêm, chủ yếu thiên về hòa giải. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác cùng với chị Khánh Thư. quý vị, điểm đáng chú ý của kinh tế trong tuần là khoảng cách tranh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đang đẩy giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng cao. Mỗi tấn sơm được bán với giá tới 100 đô la Mỹ. Thực tế, Việt Nam đang lãng phí một số tiền lớn. Và ngay sau đây sẽ là các tin tức thị trường đáng chú ý. Tháng 9 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 9 năm 2021 giảm 15% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 51 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang các thị trường đã giảm tới 20%, đạt 308,5 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU trong tháng 9 năm 2021 giảm 15%, chỉ đạt 48,8 triệu đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu sang các thị trường chính vẫn tiếp tục đồng loạt giảm so với cùng kỳ. Trên đường bay vàng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, giá vé phổ thông dao động từ hơn 1,3 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng. Một số chuyến bay của Vietjet thêm một điểm dừng ở Đà Nẵng trước khi đến Hà Nội chỉ có khoảng 900 000 đồng. Chiều Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh có giá rẻ hơn, từ hơn 900 000 đồng cho đến 1,55 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Vé phổ thông khứ hồi Hà Nội Đà Nẵng bay cuối tháng 10 rẻ nhất từ gần 1,4 triệu đồng, cao nhất hơn 3 triệu đồng. Trạng thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, giá vé khứ hồi từ 1,6 triệu đồng cho đến 2,7 triệu đồng. Giai đoạn trước, vé khứ hồi trạng này khoảng 2,5 cho đến gần 3 triệu đồng và thường xuyên trong tình trạng hết vé. Theo ngân hàng nhà nước thời gian qua, lãi suất huy động giảm 1 đến 1,5% một năm kể từ năm 2020 đến nay đã khiến cho huy động vốn trong nền kinh tế giảm, trong đó tiền gửi dân chỉ tăng hơn 6%, huy động cũng thấp hơn nhiều so với tín dụng vì vậy không thể tiếp tục đặt ra câu chuyện giảm lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay nếu lãi suất huy động quá thấp người dân thay vì gửi ngân hàng sẽ mua nhà mua vàng từ đó tạo ra những bất ổn cho nền kinh tế do đó để giảm được lãi suất cho vay ngân hàng nhà nước sẽ chỉ đạo ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí và cắt giảm lợi nhuận để có thể giảm lãi suất cho vay Một diễn biến đáng chú ý là giá mua bán đô la Mỹ trên thị trường tự do đã tăng vọt lên mức 23.350 đồng, 23.400 đồng một đô la Mỹ. Giá mua và giá bán cùng tăng 50 đồng so với mức ghi nhận đầu tuần, trong khi giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 49,4 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 8,8 triệu đồng một lượng và thấp hơn giá vàng trang sức 2,5 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia, diễn biến trên có thể do giới kinh doanh gom đô la Mỹ để nhập vàng qua đường biên mậu, từ đó đẩy giá đô la Mỹ tự do cách biệt xa với giá đô la Mỹ ngân hàng. Với giá đô la Mỹ tự tự do và giá vàng nhẫn như hiện nay giới kinh doanh có thể dễ dàng lấy lãi tới vài triệu đồng một lượng Từ ngày mùng 1 tháng 11, lương viên chức khúc xạ nhãn khoa được áp dụng từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98, tương đương là 3,48 triệu đồng một tháng đến 7,42 triệu đồng một tháng. Thông tư 09 về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cũng bắt đầu được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021. Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội, thì từ mùng 1 tháng 11, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ tại doanh nghiệp có đóng bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116. Theo Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam đang lãng phí cả tỷ đô la Mỹ khi hàng năm ngành lúa gạo Việt Nam thải ra 43 triệu tấn rơm, trị giá từ 2,3 cho đến 3,3 tỷ đô la Mỹ, nhưng chỉ một phần rất nhỏ được tái sử dụng, còn lại bị đốt bỏ gây ô nhiễm không khí, trong khi mỗi tấn rơm được giao bán trên Amazon có giá từ 80 đến 100 đô la Mỹ một tấn. Số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tổng số lượng phụ phẩm nông nghiệp hiện nay là 156,8 triệu tấn, trong đó chỉ 23% được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, còn lại vứt bỏ gây phí lớn trong khi nhiều nước có nhu cầu thu mua. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 10, trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông, công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, không có thương vong về người. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày tại km số 56 900 quốc lộ 9, đoạn qua địa phận huyện Đắk Rông. Xe ô tô lưu thông theo hướng Đông Hà, Lao Bảo. Khi đến địa điểm trên thì vượt xe container kéo theo rơ móc chạy cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô tải đi cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm khiến các xe bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông do xe ô tô con mất lái, đâm hàng loạt xe máy đi trên đường khiến nhiều người bị thương. Xe ô tô con đi từ trong hẻm ra đường chính bị mất lái lao qua làn đối diện, húc văng liên tiếp 5 xe máy và chỉ dừng lại khi đâm vào một tiệm vàng bên đường. Có ít nhất 6 người bị thương sau vụ tai nạn đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Vụ việc đang được công an thành phố Vũng Tàu điều tra làm rõ. Ngày 27 tháng 10, tại thành phố Hạ Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe máy do một người phụ nữ trung tuổi điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đang nói khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe ô tô đã không dừng lại để cứu người phụ nữ đi xe máy mà điều khiển ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cú va chạm đã khiến chiếc ô tô rơi một phần đầu xe có gắn biển số tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Hạ Long điều tra làm rõ. Liên quan đến việc tàu chở đoàn công tác Sở Giao thông Vận tải gặp sự cố trên sông Thạch Hãn khiến 7 người mắc kẹt giữa đập tràn, một người bị nước cuốn trôi mất tích, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân của sự cố. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích đồng thời có phương án bảo đảm an toàn về người tài sản khi tham gia cứu nạn tổ chức điều tra nguyên nhân của sự cố để đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý đúng quy định của pháp luật